xôi với thịt. Cái bàn xôi ốm xam vô đem về. Không ốm à, được anh. Ở bên nhưng mà cũng nhìn cái mơn mẩn. Khoái khoái. Anh đi. Thôi tụi anh đâu. Bà điện bà ngắm chứ anh không anh. À. Cho mấy thằng làm xong chưa? Không cần đợi mấy thằng xuất mấy con. Ốm tìm đúng không? Ý. Thôi à. Em cũng xuất đi 4 kg á. Em gọi 69 kg á. Đấy. Đầu tiên đi quay em 75. Xong rồi quay em 62 kg rồi. Còn thôi 73, 74. 69 kg. Ủa, cái đó anh kiếm gì? Giảm dữ. Hồi đó em hồi đó là em bị thủy đậu, xong em bị thủy đậu nè, là em đâu không ăn được khỏi thịt gà, mà trong cái đó là mẹ em vừa lấy một đống thịt bò cho thịt gà đang tự nấu ăn. Em có địa chỉ nhà chưa? Không ăn chứ anh. Không, nhưng mà lúc em hết bệnh em ăn rồi. Em ăn hết rồi. Thấy không, mọi người thấy không, tôi chỉ gà một câu nhẹ thôi. Dưới đã hết rồi, còn cái đầu gà không à. Ấy anh em muốn ăn không ăn cho được. Mẹ gửi mấy con gà xong cái đầu á nhiều quá mà em đem cái đầu gà, em đầy không, nó ăn không hết rõ ràng luôn. Em đem cái đầu gà đó, em đem con gà xuống dưới em tìm với cô nhân viên á, xong em lúc đầu là em cô ơi còn còn cái con gà này còn có ăn hết được, cái kiểu mọi người suy nghĩ của tụi bán nhiều, không có bán. Bây giờ em ăn không hết em thì gửi anh. Chưa 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 đâu ấy là cô biết xong trước em sụt tí không? Có bị sụt mấy ký luôn mà, ghê lắm. Biết là trong lòng bị trầm cảm, trong lòng này bị nhiều thứ gì. Trầm cảm cái gì? Kiểu giống như là một chị Phương Nga, chị bị chị biết rồi chưa? Mình thấy nó làm sao? Chị trầm cảm đó. Trầm cảm đến trầm cảm đúng không? Được chưa? Tôi làm con tặng bóng dầu. Ai xong rồi, ai xong rồi lên chụp hình nào. Có chiếm spotlight quá, không có tập hình lắm. Tìm nha, mình cứ tìm nha. Trời ơi, double luôn quý vị ơi, quý vị. À, nhưng mà thương chút bé An. Ý. Ôi kìa, mọi người ơi. Trời ơi. Cái muối bự như cái dấu cái lòng là nhỏ ngay tại chỗ luôn. Sao cái dấu là sao cái muối? Trời ơi. Quá xa rồi. Mày nghe lần này được rồi. Mày rồi anh mở nhạc đi cho Đức Anh chạy một lần tới lẹ lẹ đi tỏ tình một chị để chị Đức Anh được nói được anh vậy ơi.
cho trả cho em về lấy tỏ tình bằng một xí nào. Cho em trả về lấy tỏ tình bằng với cái đèn truyền hình rồi cho Hải Đăng luôn ơi. Chụp lại một tấm thôi. Đức Anh ơi, Đức Anh. Đó, em bước sang một bên đi, em bước sang một bên đi, chị xin chụp hình cho một tấm thôi. Cho chị xin lại chụp hình đăng tí. Thôi, Khánh Lời ơi. Vì sao chạm không vô đánh gà. Nghe em, dự đoán xem bạn nữ sẽ tỏ tình ai. Em á, hôm nay em có hai khả năng 50-50. Một là đứa anh, hai là một trong hai người đấy. Em dự đoán thế nào như vậy, nhưng mà chắc là hai người đó. Ok. Nghĩ hôm nay sẽ bạn nữ sẽ tỏ tình ai? Thế nha. Chắc là anh. Thôi nghĩ rồi. Chín á? Em biết chú Chín là ai không? Em biết chứ. Tại vì em là chú Tám mà. Ok. Nhưng mà em nghĩ là lần này chỉ có để chú Tám thôi. Em thích du lịch lạ mà. Mà em đi Côn Đảo nhá, em có căn cứ để em nói chuyện với bạn ấy. Và nói chung tập này thì rất là cảm ơn bạn nữ đã, và cảm ơn những bạn nữ khác đã chờ đợi tụi mình rất là lâu. Bạn nữ lần này bay từ Hà Nội vào đây 6 giờ sáng bây giờ, tụi mình đến bây giờ là bây giờ là 3 giờ 13 rồi. Bạn mới bắt đầu quay vào lúc 12 giờ đêm rồi. Mọi người ơi, rất là thương. Đúng rồi. Đã bảo tiểu là lên bình thường mà có mình chờ mấy tiếng là mệt lắm rồi. Nhờ. Đây chờ từ sáng đến tối đến đêm. Gần 24 tiếng. Gần 24 tiếng. Không có đặt ra bên này một tấm đêm. Nào là đêm nào. Có mình từng trải mà. Trải qua những cái show mà nó phải chờ như thế. Con trai mà chờ mệt phờ rô tôm ra thì không biết là con gái nào. Bạn mà bay vào đây lúc 6 giờ sáng, lần 3 giờ sáng đã có phải ra sân bay rồi. Lên bây giờ 24 tiếng rồi. Thế tí bạn quay xong bạn đi luôn. Thì bay vào 2 tiếng thì em chả phải ra sân bay trước tiếng. Ít nhất tiếng gì, đúng không? Nhưng mà đi đây không? Đây thì chị không biết. Tình hôm nay sẽ diễn ra thật là như ước muốn bạn ấy. Chúc phúc cho bạn. Đi đâu lại là mình? Có phải anh không? Anh sẽ giữ phần đó cho người em mà yêu mến. Cảnh. Là cái đúng ta. Mày sẽ gọi là Đức Bình Cương. Đấy, người em mà anh yêu quý đang bắt tay em ấy. Thôi. Chú Chín phải thương chú Tám chứ, lệnh chú Chín lại bỏ rơi chú Tám à? Nghĩ là chú Chín như thế. Hôm nay tôi bất ngờ rồi chú Chín đấy. Để cũng cuối cùng mà. Nhưng mà tôi cảm tao cùng nhau. Anh ra còn cái viên đi nghe.